Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ có ở Việt Nam, xin giảm án bằng tâm thư. Theo Báo Đất Việt ngày 28 tháng 7, có bài bình luận về sự việc 71 giáo viên ký đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Và đây là hình bài viết trên Đất Việt. Theo đó, Đất Việt dẫn lời tờ Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 7 đưa tin, 71 giáo viên trường Lê Lợi gây xôn xao với thỉnh nguyện thư đề nghị tòa giảm án cho ông Dũng với lý do ông này từng là một thầy giáo có tâm đức trong sáng, có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều thành tích, đóng góp to lớn cho ngành giáo dục thủ đô. Ông Dũng, cựu phó chủ tịch thành phố Hà Nội, bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để phê duyệt cách ly người hồi hương trong những tháng diễn ra đại dịch COVID-19. Ông Dũng bị đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù và đã nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Công luận người dân sau đó đã lên án, chỉ trích vụ 71 giáo viên ký đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bà hiệu phó trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Đinh Thị Điệu đã phải lên tiếng phân trần cho biết. Hôm đó, cán bộ, giáo viên của trường đi du lịch hè. Trong bữa ăn trưa thì một người có truyền tay cho những người khác bức tâm thư. Tôi thấy mọi người đều ký, bản thân tôi cũng ký. Tôi khẳng định tôi không hề bị ép, tôi ký vì tôi thương thầy. Bà Điệu phủ nhận, chuyện các giáo viên của trường Lê Lợi bị mạo danh ép buộc ký vào thỉnh nguyện thư nêu trên. Đất Việt dẫn lời của ông Dương Quốc Chính, nhà quan sát ở Hà Nội bình luận, thể chế biến cán bộ thành tù nhân dự khuyết. Có thể vừa là anh hùng, vừa là tội phạm, hoặc chỉ cách nhau trong gang tấc. Vừa là anh hùng chống dịch năm trước, năm sau đã đứng trước vành móng ngựa với cùng một hành vi. Nên nghề làm cán bộ nó mong manh vô cùng. Bảo sao anh em hay đi chùa và cúng dường, tin bói toán phong thủy. Không biết ở các nước khác thế nào, chứ mình không thể hiểu tại sao ở Việt Nam lại có trò tập thể xin giảm án cho bị cáo. Luật nào có kiểu xin giảm án tập thể vậy? Trước thì sư sãi, cán bộ ngoại giao xin cho cư sĩ Phạm Nhật Vũ, giờ đến giáo viên xin cho thầy giáo Chữ Xuân Dũng, không may ăn phải hối lộ. Mấy người ký tên vào tâm thư kiểu này không có được nhận ý thức chính trị, xã hội, pháp luật ở mức sơ đẳng hay sao? Mình đang hóng anh em, cán bộ, chiến sĩ phòng 5 và các cục an ninh điều tra xin giảm án cho Trung tá Hoàng Văn Hưng vì công lao của anh với ngành an ninh đã nhận được bao huy chương làm rạng danh cho Bộ Công an. Và đây là hình ông Chữ Xuân Dũng tại phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu. Cán bộ ngành ngoại giao chưa thấy viết tâm thư giải cứu lãnh đạo ngành nhỉ? Facebooker Chu Mộng Long thì nêu thắc mắc trên trang cá nhân của mình rằng nhận hối lộ tiền tỷ, Viện Kiểm sát chỉ đề nghị phạt từ 3 đến 4 năm tù, mà còn đòi giảm án nữa, thì giảm bao nhiêu so với tội trộm vịt của anh nông dân nghèo khổ với bản án 30 năm tù đây? Ông Long nhấn mạnh. Tôi, theo cách của nhà giáo Chu Văn An, đối lập với tâm thư trên, viết bài này như là trảm sớ, đề nghị tòa xử bị cáo Chữ Xuân Dũng thật nặng. Nguyên là nhà giáo, mà để tâm hồn, nhân cách bẩn thỉu thì phải phạt nặng gấp 10 lần so với các bị cáo khác để làm gương cho những nhà giáo khác và đặc biệt làm gương cho trẻ em. Nếu tâm thư đó khiến tòa phải cân nhắc, thì tòa phải nên quan tâm đến trảm sớ viết bằng máu của 40.000 nạn nhân và nước mắt của người viết bài này. Tôi đang chờ xem tòa vì ông Dũng và 71 nhà giáo kia hay là vì 40.000 nạn nhân và đồng bào cả nước. Ông Võ Đức Phúc thì bình luận rằng, cảm động thiệt, chỉ không hiểu tại sao các cán bộ, giáo viên này lại im lặng trong vụ cô giáo Lê Thị Dung ở Nghệ An, bị cáo buộc chiếm đoạt 45 triệu đồng, bị tòa cấp sơ thẩm phạt 5 năm tù, và cho dù cô giáo Dung một mực kêu oan, nhưng không thấy các cán bộ, giáo viên thương xót viết tâm thư. Chẳng lẽ, trước sự nghiệt ngã của số phận, chuyện một đồng nghiệp đối mặt với lao lý, các giáo viên này không có cảm xúc bằng một người từng là giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo hay sao?
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chỉ có ở Việt Nam, xin giảm án bằng tâm thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tù nhân Nguyễn Đoàn Quang Viên kêu cứu vì suy kiệt sức khỏe ở trại giam. Theo thông tin mới nhất từ AFP ngày 27 tháng 7, tù nhân chính trị Nguyễn Đoàn Quang Viên, người đang thụ án tù 14 năm tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, kêu cứu vì nhiễm bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong. Và đây là hình AFP đưa tin. Theo đó, ông Viên bị bắt giam vào giữa tháng 10 năm 2021 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Vì có tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đến tháng Giêng năm 2023, ông bị Tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 14 năm tù giam và 5 năm quản chế. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Đào, cho biết chồng mình đã nhiễm bệnh lao phổi một năm trước khi bị bắt. Tuy nhiên, bệnh trầm trọng hơn trong thời gian gần đây. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 27 tháng 7. Lúc anh ở nhà, anh Viên bị lao phổi, ho và ói ra máu. Anh ấy đang điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Lúc đó tình hình sức khỏe cũng lạc quan lắm, giống như mới khỏe thôi. Nhưng mà khi anh đi lên trên đó, bị trong phòng lạnh, với lại cái phổi của anh nó yếu, mà không biết có cái gì xảy ra hay không, nhưng thấy anh bây giờ nói chuyện rất là yếu. Ông Viên, người làm bảo vệ và xe ôm công nghệ trước khi bị bắt, và vợ có hai con nhỏ dưới 5 tuổi, RFA cho biết thêm, rằng do kinh tế khó khăn nên vợ ông không có điều kiện lên trại giam thăm ông. Do vậy, hai vợ chồng chỉ có thể liên lạc bằng thư và 10 phút điện thoại mỗi tháng. Bà Đào cũng nói rằng, thỉnh thoảng mới có tiền để gửi thức ăn cho ông theo đường bưu điện. Bà Đào nói, gần đây ông gọi điện cho bà và cho biết sức khỏe rất yếu vì không được chữa trị bệnh lao phổi. Anh chỉ nói là bây giờ tình hình sức khỏe của anh yếu lắm và không có nói thêm bệnh gì hết. Anh nói là anh làm cái đơn kiến nghị lên là để anh được tại ngoại để chữa bệnh. Sau khi hết thì sẽ quay lại, nhưng mà chưa có được sự đồng ý. Anh viết thư về, anh nói, có lẽ lá thư cuối cùng, vì anh mệt mỏi lắm rồi, sức khỏe của anh yếu, và có thể anh không có sức khỏe để chịu đựng cho tới ngày anh về. Bà thuật lại với AFP về lá thư ông gửi cho vợ, đề ngày 7 tháng 7. Hiện nay, ông đang bị giam riêng một phòng. Nhiều bạn tù có bệnh nặng bị giam gần đó đã viết đơn xin hoãn thi hành án để chữa trị bệnh, nhưng không được trại giam đồng ý, bà bổ sung. AFA nói rằng họ đã gọi điện nhiều lần cho trại giam Gia Trung để hỏi về sức khỏe anh Viên, nhưng không có ai nghe máy. Và đây là hình ông Đào Minh Quân, người sáng lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bà Đào làm nghề thợ may và bán vé số để nuôi hai con nhỏ. Hiện ba mẹ con đang ở nhờ nhà một người quen ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà không biết gì về hoạt động của chồng và chỉ nghe nói đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời khi ông bị bắt. Không có ai từ tổ chức này liên lạc với gia đình sau khi ông bị bắt và gia đình không nhận được thăm hỏi hay trợ giúp từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, bà chia sẻ. Bà mong muốn cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng cho chồng mình để ông có thể tại ngoại chữa bệnh. Theo Điều 67 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 1 năm 2007 ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự, người bị xử phạt tù bị bệnh nặng có thể được hoãn chấp hành hình án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Người bị xử phạt tù có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng, đồng thời sau khi bị xử phạt tù, không có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Không có căn cứ cho rằng họ bỏ trốn và thuộc trường hợp bị bệnh nặng, tức là bị bệnh đến mức không thể đi chấp hành án phạt tù được,
và nếu bắt đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thì được hoãn chấp hành hình phạt tù. Ông Viên là một trong hàng chục người bị bắt và kết án vì liên quan đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm gần đây. Cáo trạng từ chính quyền nói rằng, ông Viên có các hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tù nhân Nguyễn Đoàn Quang Viên kêu cứu vì suy kiệt sức khỏe ở trại giam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.